kính thưa đồng chí Lê Thanh Quan, kính thưa đồng chí Lê Thanh Quan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Thanh, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo, ban đại diện hội người cao tuổi huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn xã Đình Thanh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các chi bộ, lãnh đạo các thôn, lãnh đạo các hội đoàn thể của thôn lập ấp xã Đình Thanh, kính thưa các cụ, các vị, các đồng chí thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn lập ấp xã Đình Thanh. Thực hiện quyết định 1336 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 769 của Ủy ban dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt đề án thành lập mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2025. Hôm nay, trong một không khí vô cùng xúc động, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo, ban đại diện hội người cao tuổi huyện rất là vui mừng, phấn khởi và xúc động được về dự một cái sự kiện rất là đặc biệt và có ý nghĩa, và tại một nơi cũng rất đặc biệt có ý nghĩa, đó là đình làng ấp xã Bình Thanh. Lần đầu tiên thay mặt ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, huyện và các vị đại biểu khách quý, xin kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí thành viên trong câu lạc bộ liên thế hệ thôn lập ấp xã Bình Thanh lời chào, lời kính chúc sức khỏe và chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, các vị, các đại biểu khách quý và các đồng chí lãnh đạo địa phương, già hóa dân số hiện nay đang là vấn đề mang tính toàn cầu, có tính tác động tới tất cả mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ và mọi mặt của đời sống xã hội. Ở Việt Nam, tính đến thời điểm tổng điều tra dân số năm 2019, chúng ta có 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số. Và cùng thời điểm đó, ở Thái Bình, tổng điều tra dân số có 347.830 người cao tuổi, chiếm 18,7% dân số, là một trong những tỉnh mà có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất cả nước. Và cũng tại thời điểm đó, Bình Thanh chúng ta là một xã có tỷ lệ người cao tuổi chiếm 21,32% dân số của Bình Thanh. Và tôi tính ra thì có khoảng trên 1.300 người cao tuổi. Và Bình Thanh hiện nay đang ở trong giai đoạn dân số già. Còn nếu mà tỷ lệ từ 25-30% thì là siêu già, thì chúng ta đang ở giai đoạn dân số già. Còn cả tỉnh thì là 18,7% thì mới là gì ạ? Già hóa, chưa phải là già mà siêu già. Vì vậy nên cái việc mà ra mắt và thành lập cái câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Bình Thanh là sự phù hợp và là một sự cần thiết cho cái việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Vì sao vậy? Thì thưa các đồng chí, trong lịch sử dân tộc với truyền thống duyên hồng, biểu trưng của ý chí sắt đá và tinh thần quyết tâm, người cao tuổi đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong công cuộc đổi mới ngày nay, người cao tuổi tiếp tục đồng lòng chung sức, hiến mưu hiến kế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ những thành quả cách mạng do Đảng và Bác Hồ mang lại. Đánh giá về cái vị trí vai trò của người cao tuổi hiện nay, tại buổi gặp mặt các đại biểu người cao tuổi dự đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định hiện nay lực lượng người cao tuổi ngày càng nhiều hơn, đông hơn, đó là một cái phúc lớn của dân tộc. Việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là một trong những chủ trương chính sách quan trọng được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, được cụ thể hóa trong đạo luật gốc là Hiến pháp năm 2013 và Luật người cao tuổi năm 2009, và nhiều quyết sách của chính phủ cũng như quyết sách của từng địa phương. Trong đó, quyết định 1533 năm 2015, quyết định 1336 năm 2020 về việc phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp nhất, thích ứng với thực trạng già hóa dân số ở nước ta, tỉnh ta, xã ta hiện nay. Và mô hình này đã được Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế, viết tắt là HAI, tặng giải đặc biệt vì một châu Á già hóa dân số và khỏe mạnh. Năm 2022,
Ngay sau khi Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định 769 thì ban đại diện chúng tôi đã ban hành hướng dẫn số 30 về việc lựa chọn và xây dựng một cái quy trình vận động thành lập câu lạc bộ, như đồng chí đầu giờ đã phát biểu cái quá trình vận động thành lập câu lạc bộ và đã tham mưu để Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định. Và hôm nay trong buổi lễ ra mắt này, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ cho chúng ta. Và điều này thể hiện được cái sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Và có thể nói rằng là câu lạc bộ thôn Lộc Ấp xã Bình Thanh là một trong 15 câu lạc bộ mẫu của năm 2022. Và trong 4 năm này đến năm 2025, mục tiêu của tỉnh Thái Bình chúng tôi sẽ xây dựng 60 câu lạc bộ, mỗi năm 15 câu lạc bộ. Và đây là một cái niềm vui và niềm phấn khởi cho người cao tuổi của xã nhà. Câu lạc bộ sau một thời gian tích cực chuẩn bị thì chúng ta hôm nay đã được Ủy ban nhân dân ban hành quyết định và ra mắt. Đó là kết quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ban đại diện hội người cao tuổi huyện Kiến Sương, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Thanh, của ban chi ủy, chi bộ, lãnh đạo thôn Lập Ấp, là sự tích cực chủ động tham mưu của ban thường vụ, ban chấp hành hội người cao tuổi xã và chi hội người cao tuổi thôn Lập Ấp, các hội đoàn thể của xã Bình Thanh, của thôn Lập Ấp, đặc biệt là tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm của những người con xa quê thành đạt, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần để câu lạc bộ của chúng ta chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động. Với tất cả sự quan tâm, lòng biết ơn và tri ân các vị đại biểu đã quan tâm, ban đại diện mọi người có tuổi tỉnh và huyện xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp, doanh nhân, của các đại biểu khách quý, các đồng chí trong ban chấp hành hội người cao tuổi xã Bình Thanh, thôn Lập Ấp về cái sự quan tâm này. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các cụ, các vị và các đồng chí, có thể nói rằng là cái câu lạc bộ liên hệ của thôn Lập Ấp xã Bình Thanh được thành lập, ra mắt, đây là niềm vui, niềm tự hào, niềm phấn khởi và sự động viên khích lệ to lớn đối với lớp người cao tuổi chúng tôi. Vì vậy, tôi đề nghị thứ nhất là ban thường vụ hội người cao tuổi xã, ban chủ nhiệm câu lạc bộ của thôn Lập Ấp phải đoàn kết, chủ động, tích cực, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động thành viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, thực hiện đầy đủ 8 mảng hoạt động và 6 nội dung của buổi sinh hoạt, chấp hành nghiêm nội quy quy chế mà câu lạc bộ vừa thông qua, phải biết lồng ghép vận rộng các cái nội dung hoạt động của câu lạc bộ và các cái đề án chương trình phát triển kinh tế của xã hội địa phương. Vừa ngồi trao đổi với đồng chí chủ tịch Ủy ban dân xã, tôi cũng là một trong những người con quê hương, trưởng thành từ quê hương, tôi rất vui mừng phấn khởi là Bình Thanh đã được công nhận là cái xã về đích nông thôn mới nâng cấp cao năm 2021. Và tôi phải cảm nhận là Bình Thanh có một cái nét rất đặc biệt là chúng ta đi lên và phát triển như ngày nay là bắt đầu từ văn hóa. Một cái nét rất đặc thù của Bình Thanh, một cái địa phương mà có rất nhiều đền, chùa. Và từ văn hóa đi lên, năm 2017 khi tôi làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Sương, Bình Thanh là xã đầu tiên mà 4 trên 4 thôn đạt danh hiệu văn hóa và tôi rất vui mừng ngày nay vẫn giữ được cái phong cảm đó. Và văn hóa đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là mục tiêu, là động lực của sự phát triển, và đặc biệt chuyên đề học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023. Chúng ta học tập tư tưởng đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa, động lực tinh thần của xã hội và hình thành một cái khát vọng phát triển đất nước, khát vọng phát triển Thái Bình cũng như khát vọng phát triển Bình Thanh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Thì cái gốc của các cái câu lạc bộ liên hệ là từ các câu lạc bộ dân vũ, từ các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ mà chúng ta nâng cấp nó lên trở thành câu lạc bộ liên hệ tự giúp nhau. Và thưa các đồng chí, là chúng ta đừng hiểu là cứ phải giúp nhau bằng vật chất mới là giúp nhau tinh thần cũng là giúp nhau. Mà hôm nay có các người con xa quê ở đây, hầu hết là các vị là có bố mẹ già ở quê, vật chất thì các cụ không thiếu nhưng các cụ thiếu về tinh thần. Trong cái băng mà dịch Tết hay nói là gì ạ? Cái gì cũng có nhưng mà chỉ thiếu chúng nó. Đấy là thiếu những lời tâm sự, thiếu người chia sẻ, thiếu người nâng đỡ về tinh thần. Thì câu lạc bộ sẽ là những người giúp nhau như thế. Và những người trẻ, những người có điều kiện kinh tế sẽ giúp những người yếu thế trong câu lạc bộ. Và cái tính liên hệ nó là như vậy. Và tôi thấy rằng là thầy Hiệp và các vị trong ban chủ nhiệm hôm nay là
rất là thuộc bài. Tập huấn ở tỉnh có 3 ngày thôi nhưng mà rất là thuộc bài. Vận động thành lập câu lạc bộ, vận động nguồn lực, dành ra nhiều buổi đi lên tỉnh, lên Hà Nội gặp những người con xa quê để vận động nguồn lực cho câu lạc bộ. Rất là tuyệt vời. Thầy Hiệp trước là thầy giáo của tôi đấy ạ. Nhưng mà bây giờ là trong triết học có câu là nó mà nó không phải là nó. Hôm trước thầy dạy tôi đấy. Và hôm vừa rồi tôi lại dạy lại thầy và thầy rất là thuộc bài. Ban chủ nhiệm chúng ta rất là khỏe, rất là vững mạnh. Thế tôi do cho rằng là câu lạc bộ chúng ta sẽ phát triển bền vững. Vì vậy nên là tôi đề nghị với những cách làm đó thì các thành viên câu lạc bộ chúng ta bên cạnh sự ủng hộ các nhà tài trợ rồi thì mỗi thành viên câu lạc bộ chúng ta sẽ góp phí thành viên không nhiều đâu ạ, chỉ bớt là một quả trứng một tháng 3.500 hoặc 5.000 thôi là đã có kinh phí hoạt động câu lạc bộ rồi. Hay nữa là chúng ta có thể lao động công ích rồi là chúng ta có các cái tấm lòng vàng ủng hộ để làm phong phú hơn, hiệu quả hơn cho cái hoạt động của câu lạc bộ chúng mình, và câu lạc bộ sẽ chăm sóc tốt hơn, hỗ trợ tốt hơn cho những người cao tuổi nghèo, cô đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu hút thêm nhiều thành viên là nam giới, là người trẻ tuổi để giúp đỡ cho người cao tuổi, để đảm bảo cái tính liên thế hệ, tạo ra sân chơi bổ ích, là địa chỉ tin cậy cho người cao tuổi gửi gắm niềm tin và trở thành mái nhà chung của cộng đồng dân cư thôn Lập Ấp. Để phát triển mạnh ra nữa là đây là cộng đồng dân cư của thôn Lập Ấp chứ không chỉ có 70-50 thành viên của câu lạc bộ đâu ạ. Thì thưa các cụ như vậy. Thứ hai là tôi đề nghị ban chủ nhiệm câu lạc bộ hãy quản lý thật tốt, sử dụng thật tốt những trang thiết bị mà ban đại diện người cao tuổi hôm nay chúng tôi trao tặng các vị, các cụ, các đồng chí. Bởi vì những trang thiết bị này đảm bảo cho một buổi sinh hoạt được diễn ra đầy đủ, là thứ nhất là có loa máy để phục vụ cho hội họp tuyên truyền văn hóa văn nghệ dân vũ thể thao, rồi là có một cân sức khỏe để kiểm tra sức khỏe cho tất cả các thành viên, có máy đo huyết áp để mà kiểm tra huyết áp, có USB để cót những bài hát bài nhạc vào để nhảy, có thước dây để đo vòng bụng làm sao vòng bụng càng ngày càng bé thì sẽ sống trường thọ hơn, rồi có sách, tất cả 12 đầu sách và 8 quyển tài liệu đầy đủ để cho câu lạc bộ học tập hàng ngày, có thể nói là 9 món rất đầy đủ rồi ạ, 9 món thì quản lý rất tốt. Thứ ba là phải nói rằng câu lạc bộ chúng ta hôm nay thành lập làm phấn khởi lắm, vui lắm rồi, nhưng mà còn rất nhiều khó khăn, bởi vì là các đồng chí biết rằng là cái ngân sách mà để mà tạo ra cái nguồn vốn tăng thu nhập cho câu lạc bộ là chưa có. Vì vậy nên chúng ta sẽ phải huy động những cái tấm lòng vàng, những cái doanh nghiệp có điều kiện thì có thể cho câu lạc bộ vay không lấy lãi để tạo ra cái nguồn vốn tăng thu nhập, và cho hội viên vay lại lấy lãi để lấy cái lãi đó hoạt động. Thì báo cáo với lại các đồng chí là chúng ta chú ý như vậy, và có lẽ là cũng phải tích cực tuyên truyền hơn nữa về cái tính hiệu quả của cái mô hình câu lạc bộ liên thế hệ này, để nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương. Và đặc biệt hôm nay tôi rất vui mừng là Hội Người cao tuổi xã Bình Thanh đã mời các đồng chí bí thư chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, khu thôn của các 4 thôn khác cùng đến đây về dự. Và tôi mong rằng là sang năm 2023 này, biết đâu đó một thôn nào đó của Bình Thanh lại tiếp tục đăng ký và ra mắt trong năm 2023 thì tôi vẫn chấp nhận, và tôi sẽ mời đi tập huấn và sẽ ra mắt. Và làm sao câu lạc bộ Lá Gốc phải là kiểu mẫu cho 3 thôn còn lại sẽ phát triển được câu lạc bộ trong thời gian tới. Đấy là cái mong muốn của tôi. Thứ tư là tôi đề nghị cấp ủy chính quyền xã cũng như là thôn Lập Ấp, các tập thể cá nhân, các doanh nghiệp dân nhân, con em xa quê thành đạt tiếp tục ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Hãy dành tấm lòng vàng cho người cao tuổi với tinh thần yêu trẻ thì trẻ đến nhà, kính già, già để lộc cho, tiếp tục tô đậm và nhân lên truyền thống trọng lão của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thể các cụ, các vị và các đồng chí lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc câu lạc bộ của chúng ta hoạt động hiệu quả và bền vững. Nhân dịp này thì ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng cho câu lạc bộ gói trang thiết bị gồm 9 món và trị giá là 5 triệu đồng. Sau đây thì tôi xin mời 5 vị trong ban chủ nhiệm lên nhận quà trang thiết bị. Và tôi có một đề nghị thế này ạ. Nhân tổ chức sự kiện long trọng này tại một cái nơi đặc biệt này có sự chứng giám của Thành Hoàng Làng thì chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh lưu niệm ghi dấu ấn lại cái ngày câu lạc bộ chúng ta ra mắt. Thì kết thúc cái buổi lễ ra mắt này tôi xin được
các vị chụp với tôi một kiểu ảnh, và các vị người con xa quê, các doanh nghiệp doanh nhân một kiểu ảnh, và tôi sẽ đưa những thông tin này lên cái nhóm câu lạc bộ toàn quốc để chúng ta học tập kinh nghiệm lẫn nhau, có được không ạ? Hôm nay thì tôi xin mời ban chủ nhiệm lên để nhận trang thiết bị. Xin quý vị một tràng thật lớn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn bà phó trưởng ban đại diện hội hữu đội tỉnh đã trao tặng thiết bị cho câu lạc bộ liên hệ từ nhau của lớp xã Bình Thanh. Một lần xin được trân trọng cảm ơn bà, chúc bà cùng toàn thể quý cơ quan thật nhiều sức khỏe, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho câu lạc bộ ngày càng phát triển.